Vào đây, mua đây, chú chụp ảnh nào, nhìn vào đây, nhìn vào đây là 2, 3 này, 2, 3 này. Này, chụp cho em với bạn em mấy kiểu đi. Lâu lắm ba đứa không chụp chung với nhau rồi. 2, 3 này, 2, 3 này, từ từ ngồi gần vào nhau cho nó tình cảm. Hay là đứng dậy đi, ngồi đi là chụp không đẹp đâu. Sao lại ôm tôi, phải ôm bên này chứ. Hai ông bà cứ vẽ la vẽ lẫy, tính cảm vào. Nào, đứng gần vào, rồi, nào, 2, 3 này, 2, 3 này, rồi đẹp lắm rồi. Ai chụp ba như thế, chụp cho em với. Rồi, được, đứng vào, nào. Điều tra giúp chị một người. Tí nữa chị sẽ gửi ảnh. Không cần hiện tại, chỉ cần mấy năm trở lại đây, xem cô ta đi đâu, làm gì. Bố mẹ biết chuyện rồi đúng không anh? Sao em biết? Sao anh không nói gì với em thế? Thì anh nghĩ là chưa đến lúc thôi. Chắc là bố mẹ phản đối dữ dội lắm anh nhỉ? Không, anh cũng sắp 30 tuổi rồi còn gì. Có còn là trẻ con nữa đâu, em đừng lo. Hứa với anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ đi giống như 10 năm trước đâu đấy. Thì em cũng có còn trẻ nữa đâu, em làm gì có sức để mà chạy trốn nữa. Hồi mới lên trên đấy, cô ta chật vật, vừa làm vừa học việc. Nói chung là cuộc sống khó khăn lắm. Không có lẽ suốt 10 năm cô ta không ngóc đầu lên được nên đành phải về quê à? Ngược lại mới đúng. Sau khi làm nhân viên chính thức được 2 năm thì cô ta mất tích 1 năm, không còn quay lại đây nữa. Sau 1 năm quay lại, cô ta trông có vẻ nhiều tiền, thậm chí còn định mua lại cái tiệm nail của bà chủ, nhưng không hiểu sao lại thôi. Thật không? Chính xác 100%. Em còn biết, trên đấy cô ta quen với một tay giang hồ, còn mở cả công ty bảo vệ nữa cơ. Cậu có chắc không? Em chắc. Cậu ta còn sẵn sàng gặp mặt để nói chuyện mà. Ngày trước ấy, thằng này nó là chủ quán cà phê cạnh tiệm làm móng, cũng chỉ tán tỉnh chơi bời với cô Lệ thôi, không có tình cảm yêu đương gì đâu. Thế nên tiền nong chắc chắn không phải thằng này chu cấp. Thế thì bằng công cốc à? Cậu nói là con Lệ, nó có một thằng bạn là xã hội đen, sao không tìm từ đó? Em tìm rồi nhưng không được. Với lại bọn em cùng nghề, có những nguyên tắc riêng, khó nói lắm chị ạ. Nguyên tắc nào cũng không bằng nguyên tắc phục vụ khách hàng. Vẫn biết rồi sẽ muốn phiền, dẫu biết thời gian trôi mau, tìm đâu những tháng ngày yêu thương, tìm đâu ánh mắt bàn tay xưa, chiều một mình trên phố lao xa bơ vơ, chiều buông ánh dương mờ chiều. Cũng xa xa xứ ta, mùa hoa năm xưa đã phai tàn, tình yêu năm xưa cũng xa rồi. Vậy thì cứ đi đi, vết thương lại lành theo năm tháng. Tìm một mùa hoa tìm lại ký ức nhọc nhằn, khóc thương cho người con gái. Dẫu
gian trôi, kiếp cười gian khó, như ánh sao nhạt nhòa trong đêm